Thông tin từ lực lượng cứu hộ cứu nạn tỉnh Nghệ An cho biết, thi thể của cháu Võ Bá Hải, 9 tuổi, nạn nhân cuối cùng trong vụ ô tô bị lũ cuốn trôi tại đập tràn Khe Ang thuộc xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Đàn đã được tìm thấy. Vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày hôm nay thì tại bãi sông Lam thuộc xóm 8, xã Vĩnh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, người dân phát hiện một xác chết trôi nổi đã bị phân hủy. Địa điểm này cách nơi chiếc xe gặp nạn là 100 km. Theo nhận định ban đầu thì nạn nhân mặc bộ đồ trùng khớp với đặc điểm nhận dạng của cháu Võ Bá Hải. Như vậy là sau 4 ngày nỗ lực tìm kiếm, tất cả 5 nạn nhân cùng chiếc ô tô gặp nạn đã được tìm thấy. Trước đó vào chiều ngày 19 tháng 9, ô tô Innova mang biển kiểm soát 37A39031 do ông Trương Văn Thái trú tại thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An điều khiển bị nước cuốn trôi khi đi qua đập tràn Khe Ang. Trên xe có 7 người nhưng khi phát hiện xe bị nước cuốn trôi thì lập tức ông Thái và ông thông gia là Trần Văn Ngọ kịp thời nhảy ra, 5 người còn lại thì bị nước cuốn trôi.